Xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các bạn đến với Học Văn Chị Hiên. Chị rất vui khi được đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 2 trong chương trình môn tiếng Việt, bộ sách Cánh Diều. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một bài đọc trong chủ đề số 4, Em yêu bạn bè. Bài đọc mang tên Giờ ra chơi. Về bố cục của bài học, thì bài học của chúng mình gồm có 4 phần. Phần 1, đọc. Phần 2, đọc hiểu. Phần 3, luyện tập. Và phần 4, củng cố và dặn dò. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng mình sẽ bắt đầu với phần đầu tiên. Các bạn có thích đến giờ ra chơi không nhỉ? Vào giờ ra chơi, các bạn thường làm gì? Còn các bạn học sinh trong bài tập đọc giờ ra chơi đã có những trò chơi vô cùng vui vẻ và nhộn nhịp đó. Vậy thì ngay bây giờ, chị em chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về bài tập đọc này nha. Trước hết, chúng mình cần lưu ý về cách đọc. Hãy đọc to, rõ ràng, ngắt đúng nhịp, nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ. Cuối cùng, hãy đọc với giọng điệu thật diễn cảm và tươi vui nha. Còn bây giờ, hãy nhìn lên màn hình hoặc theo dõi trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, bộ sách Cánh Diều, lắng nghe và đọc cùng chị nhé. Giờ ra chơi. Trống báo giờ ra chơi, từng đàn chim áo trắng, chân bước khỏi ghế ngồi, ùa ra ngoài sân nắng. Chỗ này những bạn gái, chơi nhảy dây nhịp nhàng, tiếng vui cười thoải mái, trao nghiêng cánh lá bàng. Đằng kia những bạn trai, đá cầu bay vun vút, dưới nắng hồng ban mai, niềm vui dâng náo nức. Trống điểm giờ vào lớp, những chú chim vội vàng, xếp hàng mau vào lớp, bài học mới sang trang. Bài thơ này của tác giả Nguyễn Lãng Thắng. Các bạn thấy đoạn trích giờ ra chơi có hay không nhỉ? Hãy nhớ nghe lại và luyện đọc thật nhiều lần nhé. Sau khi đọc xong bài tập đọc giờ ra chơi, chúng ta sẽ đến với phần đọc hiểu. Chúng mình bắt đầu với câu hỏi đầu tiên như sau. Em hiểu từng đàn chim áo trắng là ai? Để trả lời cho câu hỏi này, hãy đọc kỹ khổ thơ thứ nhất. Chú ý xem ở trường học ai thường mặc áo trắng nhỉ? Đúng rồi, đó chính là các bạn học sinh. Do đó, chúng mình có thể trả lời em hiểu từng đàn chim áo trắng là các bạn học sinh. Bởi vì ở trường các bạn học sinh thường mặc áo đồng phục có màu trắng. Tiếp đến là câu hỏi thứ hai với nội dung như sau. Các bạn thường làm gì trong giờ ra chơi? Cũng giống như chúng mình, trong giờ ra chơi, các bạn thường ùa ra ngoài sân nắng. Những bạn gái thì chơi nhảy dây, còn những bạn trai thì chơi đá cầu. Vậy còn câu hỏi thứ ba là gì? Câu hỏi thứ ba yêu cầu những từ ngữ nào cho thấy các bạn đang chơi rất vui? Để trả lời cho câu hỏi này, các bạn hãy quan sát lại đoạn văn thứ hai và thứ ba, tìm ra các từ ngữ chỉ trạng thái và cảm xúc trong giờ ra chơi. Đúng rồi, những từ ngữ cho thấy các bạn chơi rất vui chính là vui cười, thoải mái, niềm vui và náo nức. Còn sau đây là câu hỏi cuối cùng. Các bạn làm gì sau giờ ra chơi? Câu trả lời đã được tác giả nhắc đến ở khổ thơ cuối. Khi trống báo hết giờ ra chơi, các bạn học sinh nhanh chóng xếp hàng vào lớp và bắt đầu bài học mới. Vậy là chị đã giúp các bạn trả lời hết 4 câu hỏi trong sách giáo khoa ở phần đọc hiểu. Bây giờ, chúng mình sẽ tiếp tục đến với 2 bài tập trong phần luyện tập nhé. Bài đầu tiên yêu cầu tìm những tiếng ở cuối dòng thơ bắt vần với nhau trong khổ thơ thứ hai. Các bạn hãy nhìn lên màn hình và quan sát lại khổ thơ thứ hai như sau. Chỗ này những bạn gái chơi nhảy dây nhịp nhàng, tiếng vui cười thoải mái, trao nghiêng cánh lá bàng. Hai tiếng bắt tần với nhau là hai tiếng có vần giống nhau.
Các bạn hãy quan sát những tiếng ở cuối dòng thơ trong đoạn thứ hai và xem tiếng nào có vần giống nhau nhé. Đúng rồi, tiếng gái và mái có vần ai giống nhau nên chúng bắt vần với nhau. Tiếng nhàng và bàng có vần ang giống nhau nên hai tiếng này cũng bắt vần với nhau. Các bạn có làm đúng không? Chị tin là bài tập này không thể làm khó được các bạn đúng không nào? Tiếp đến là bài tập số 2. Tìm những tiếng ở cuối dòng thơ bắt vần với nhau trong khổ thơ còn lại. Các bạn có thể chọn bất kỳ khổ thơ nào mà mình thích để hoàn thành bài tập này. Còn với chị thì chị chọn khổ thơ thứ 3. Đằng kia những bạn trai, đá cầu bay vun vút, dưới nắng hồng ban mai, niềm vui dâng náo nức. Tương tự với bài tập trước, chúng ta dễ dàng thấy được tiếng trai và mai có vần ai giống nhau nên chúng bắt vần với nhau. Do đó, chúng mình sẽ trả lời là trai bắt vần với mai. Đến đây thì chúng mình cũng đã đi qua phần luyện tập. Còn bây giờ, chúng mình sẽ đến với phần cuối cùng của bài học mang tên củng cố và dặn dò. Sau khi tìm hiểu xong bài đọc này, chị muốn nhắn nhủ đến các bạn một vài điều như sau. Giờ ra chơi thật vui vẻ và nhộn nhịp. Hãy nghỉ ngơi và vui chơi thật thoải mái vào giờ ra chơi để chuẩn bị cho một tiết học mới đầy hứng khởi nhé. Và chị cũng muốn dặn dò các bạn một vài điều. Khi về nhà, hãy tập trả lời lại các câu hỏi. Cùng với đó, hãy chuẩn bị cho bài tiếp theo một cách thật kỹ càng nhất nhé. Vậy là bài học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là khép lại. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.